Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món khoai tây chiên giòn. Đây là món ăn được rất là nhiều người yêu thích và đặc biệt là các em nhỏ. Và bây giờ mình cùng bắt đầu nha. Hôm nay thì mình chuẩn bị 2 củ khoai tây có khối lượng khoảng 700g. Và mình sẽ cắt phẳng 4 mặt xung quanh để khi thái miếng khoai tây được đẹp hơn nha. Các bạn có thể cứ thế thái luôn cũng được. Và mình sẽ thái miếng khoai tây có chiều dày khoảng 0,7 đến 1cm nha. Các bạn có thể tùy chọn kích thước mà các bạn muốn. Mình chuẩn bị một nồi nước có pha một chút muối để luộc sơ khoai tây. Đun cho tới khi nước sôi thì các bạn mới cho khoai vào luộc nha. Và thời gian luộc sẽ khoảng 3 phút tính từ khi nước sôi trở lại. Còn nếu mà các bạn thái miếng khoai tây mỏng hơn giống như ở trong KFC chẳng hạn thì sẽ giảm cái thời gian luộc xuống một chút. Và sau 3 phút luộc khoai tây thì các bạn sẽ vớt ra và thả ngay vào thau nước lạnh. Nước lạnh thì có tác dụng làm nguội khoai tây ngay lập tức. Bởi vì nếu mà mình để khoai nóng lâu quá thì nó sẽ bị chín mềm. Các bạn lưu ý nha. Và khi khoai đã nguội thì mình sẽ vớt khoai ra rổ và để thật là ráo nước nha. Và để rút ngắn thời gian thì mình sẽ dùng giấy bếp để thấm nước trên bề mặt khoai. Khi mà dùng giấy thì nước sẽ được thấm rất là nhanh và chúng ta không cần phải chờ đợi nữa. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một chiếc túi ni lông và mình sẽ cho khoai vào để tẩm bột. Vì túi hơi nhỏ nên mình sẽ chia làm 2 mẻ. Mình sẽ đổ vào khoảng 2 thìa bột bắp. Sau đó thì giữ chặt miệng túi và dùng hai tay xóc cho khoai bám bột thật là đều. Như vậy là được rồi nha. Sau đó thì mình cho khoai đã áo bột vào trong một chiếc hộp và đem đi cất trong ngăn đá tủ lạnh ít nhất khoảng 4 tiếng trước khi chiên nha. Bước này sẽ giúp cho khoai chiên được giòn hơn. Và đây là sau 4 tiếng mình đã cất khoai trong ngăn đá tủ lạnh. Các bạn nhớ phải tách rời từng miếng khoai ra trước khi chiên và không cần phải giã đông nha. Mình sử dụng một chiếc chảo sâu lòng để chiên khoai. Và các bạn hãy sử dụng nhiều dầu ăn một chút. Sau khi dầu đã sôi thì mình mới cho khoai vào nha. Khi mà khoai được lấy từ trong ngăn đá ra chiên thì ban đầu sẽ hơi dính vào nhau một chút. Mình sẽ chiên khoai trên lửa lớn và thời gian chiên lần 1 là 8 phút. Sau đó thì mình sẽ vớt khoai ra để ráo dầu và chờ khoảng 30 phút cho khoai nguội hẳn. Sau đó thì sẽ đem đi chiên lần 2 nha. Và sau khi khoai nguội rồi thì mình sẽ lại làm nóng dầu và cho vào chiên lần 2. Lần 2 thì mình cũng sẽ chiên trên lửa lớn và trong vòng khoảng 3 phút. Mình thì thích ăn khoai chiên hơi già một chút. Các bạn nếu mà thích ăn non hơn thì có thể vớt khoai ra sớm hơn. Sau đó thì sẽ vớt khoai ra và để ráo dầu khoảng từ 1 đến 2 phút. Tiếp theo thì mình cho khoai vào trong một chiếc tô. Và mình dùng một thìa bột phô mai để trộn khoai. Loại bột này thì có bán rất là nhiều trong các cửa hàng. Mình có để link mua ở phía dưới phần mô tả và trong phần bình luận nha. Và mình sẽ thêm vào đây một chút ngò tây khô. Cái này vừa tạo cho khoai có một mùi thơm nhẹ và cũng là để đẹp mắt. Các bạn có thể bỏ qua nha. Mình sẽ trộn đều khoai lên, cho ra đĩa và thưởng thức thôi.
Vậy là mình đã làm xong món khoai tây chiên lắc phô mai. Bề mặt của khoai tây rất là giòn, ăn có vị thơm thơm béo béo của bột phô mai. Chắc chắn là các bạn nhỏ sẽ rất là thích món này. Đối với món này thì chúng ta nên ăn ngay sau khi chiên để khoai có thể được giòn nhất và ngon nhất nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc tất cả các bạn có những bữa ăn thật là ngon miệng. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.